đỡ người gặp khó khăn. Ở gần nhà Mạnh là nhà chú Trương. Chú làm công nhân vệ sinh môi trường nên thường đi sớm về khuya. Hôm nào dậy sớm tập thể dục cùng ba, Mạnh cũng thấy chú đi làm. Cháu chào chú Trương, chú đi làm sớm thế ạ. Chào hai ba con, chú tranh thủ đi làm sớm, rồi còn về nấu cơm cho bà ăn nữa cháu ạ. Chú đi nha. Dạ, tạm biệt chú. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ. Vâng, cảm ơn anh. Chú Trương có mẹ già, năm nay gần 80 tuổi. Dạo gần đây, bà bị bệnh nặng nên phải ngồi xe. Ở nhà một mình buồn, bà hay ra cửa ngồi ngắm người qua lại. Cứ đi đâu về đến nhà, Mạnh lại chạy qua chơi với bà. Có Mạnh tới, bà cảm thấy vui hơn, và chú Trương đi làm cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bà hay kể cho Mạnh nghe những câu chuyện cổ tích thần bí vô cùng hấp dẫn. Còn cậu bé kể cho bà nghe chuyện ở lớp với bạn bè. Căn nhà nhỏ của bà vì vậy cũng bớt buồn hơn. Bà ơi, cháu hát cho bà nghe nha. Cháu hát cho bà nghe đi nào. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Cháu hát hay quá ha. Nhưng bây giờ đến giờ Mạnh phải về ăn trưa rồi. Cháu về nhà đi, kéo mẹ mong. Chiều lại qua đây chơi với bà nhé. Vâng ạ. Cháu chào bà ạ. Chiều hôm đó, khi đang nằm ngủ, Mạnh nghe cái tiếng sấm vang dội. Vội vàng bật dậy, Mạnh mở tung cửa nhìn ra thì thấy trời tối sầm, đoán trời sắp mưa. Cậu bé nhìn nhanh ra phía nhà chú Trương, thấy quần áo nhà chú còn phơi ngoài dây phơi, thoáng nghĩ. Chú Trương chắc chưa đi làm về, còn bà thì không đi lại được. Mình phải chạy nhanh qua lấy quần áo vào nhà giúp bà. Chắc bà đang nghỉ trưa, mình mang đồ về nhà rồi lát mang qua cũng được. Vừa mang đồ vào tới cửa nhà thì trời ập mưa xuống. Cơn mưa đầu mùa xối xả, mưa ào ào như đút nước. Ngồi trong phòng ấm áp, Mạnh cảm thấy vui trong lòng vì làm được một việc tốt. Chiều hôm đó, chú Trương đi làm vừa về đến nhà thì Mạnh đem quần áo qua. Cả bà và chú Trương đều vô cùng ngạc nhiên về việc này. Bà nói, chiều nay nghe tiếng mưa to quá. Bà nghĩ chắc quần áo ướt sạch rồi. Ai ngờ có cháu lấy giúp giùm. Bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Cảm ơn cháu nha. Còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ người khác.
thật là đáng khen. Có một người hàng xóm tốt bụng như cháu, chú vui lắm. Căn nhà nhỏ bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ kỳ, đôi mắt Mạnh sáng lên niềm vui khôn xiết. Việc làm của Mạnh thật đáng khen. Na mong rằng các bạn nhỏ chúng mình ai cũng biết giúp đỡ những người gặp khó khăn. Các bạn hãy luôn nhớ rằng những người gặp khó khăn hơn chúng ta luôn cần sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Vì thế, đừng bao giờ đối xử phân biệt, mà hãy biết quan tâm, giúp đỡ họ, bạn nhé! Bà ngoại Na bị bệnh, nên mẹ phải vào bệnh viện chăm bà. Nhìn mẹ lo lắng và có vẻ sốt ruột nhiều lắm. Trước khi đi, mẹ dặn Na. Còn ở nhà chơi đừng đi đâu.